Đây là chiếc đồng hồ tổng thống President với chữ ký của Vladimir Putin. Chiếc đồng hồ thiết kế theo kiểu cổ điển dạng chuông, quai theo kiểu thiết kế theo kiểu hoàng gia. Mặt số của em nó thì khảm trai. Khảm trai. Với lịch ở vị trí 6 giờ, cọc số nội La Mã kết hợp với cọc số vạch. Chiếc đồng hồ sở hữu cái bộ vỏ thép không rỉ mà vàng cao cấp size 40. Ở vị trí 12 giờ là hình đại bàng hai đầu quốc huy của Nga. Mặt sau của em nó thì cũng được dập nổi quốc huy của Nga hình đại bàng hai đầu, đồng thời là cái dòng chữ sản xuất limit trên đoạn giới hạn mọi người nhé. Đấy. Thì vụ anh phân phối chiếc đồng hồ này mới nguyên 100%, đầy đủ sổ hộp bảo hành 1 năm chính hãng từ nhà máy Pôn Dốt về đến tận tay của mọi người.